Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng Guitar Isaac. Và ngày hôm nay thì ở trong video này thì mình xin giới thiệu với các bạn về một sản phẩm guitar dành cho những người chúng ta, những đối tượng đó là những người mới tập chơi và đang muốn tìm những cái đàn guitar chuẩn. Chuẩn ở đây là âm thanh này, về cả âm sắc, tức là cái độ hay của nó nữa. Thì chuẩn và về cái thông số lát mình sẽ nói chi tiết hơn. Đấy là một cái đàn chuẩn dành cho người mới tập chơi, sau đó chúng ta có thể dùng lâu dài được. Hoặc là cây đàn này cũng phù hợp cho những khách hàng chúng ta đã biết chơi rồi, tuy nhiên cái đàn chúng ta đang chơi nó là những cái đàn rẻ hơn và nó không kiểu đánh lâu dài nghe nó không hay. Chúng ta đang muốn một cây đàn để có thể gắn bó được ở mức giá vừa phải thôi, thì kiểu giải trí tụng năm tụng ba hát hò thôi. Và sau này nếu có nhu cầu chúng ta có thể lắp một cái bộ phận gọi là kết nối ra điện, ra âm ly ở cái vị trí này chẳng hạn, hoặc là lắp vào miệng đây, thì cây đàn này đáp ứng được. Thì tại sao như vậy thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết nhé. Thì đầu tiên là tất cả sản phẩm, không riêng gì sản phẩm này, cây đàn này có mã là FS2 FR SC2. Đây là cây đàn mà mình đã làm một vài video khác, tuy nhiên ngày hôm nay thì có một vài cái điều mình muốn nhấn mạnh trong video này nên mình sẽ làm lại. Thì như các cây đàn khác thì bên mình thì đàn là 100% là xuất xứ là ở Việt Nam và đến 90% là ở Sài Gòn. Đặc biệt những cây đàn tốt thì là 100% của Sài Gòn. Ok chưa? Và với cái sản phẩm FS2 này thì là hoàn toàn là gỗ nguyên tấm hết các bạn. Gỗ nguyên tấm thì đây, mặt trước là gỗ thông và mặt cạnh và mặt lưng là gỗ hồng đào. Tuy nhiên đây chính là cái điểm đặc biệt mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay, đó là như bạn thường thấy hồng đào mình là hay có kiểu này, các bạn đã xem rồi đúng không ạ? Đó, thì thực ra đây là một nước sơn thôi. Thì đây là cây đàn này mình cố tình để mộc để chúng ta, nhiều bạn không phân biệt được thì để mộc các bạn nhìn thấy rõ là vân gỗ này. Đó, thì đây là cũng là một cái cây chúng ta có thể nhìn rõ được cái vân gỗ của nó, đấy là gỗ thật. Đấy là dành cho khách hàng nào mà chưa biết thì Isaac thôi, còn những khách hàng đã tin tưởng rồi thì biết chúng tôi là Isaac thì bán đàn nói sao thì bán vậy, không có chuyện này chuyện kia, treo đầu dê bán thịt chó là không bao giờ có, chắc chắn là không bao giờ có ở chúng tôi. Ok chưa? Và lý do nữa khiến cái đàn này có thể dùng lâu dài được đó là như nào? Tất nhiên các bạn không được làm rơi vỡ nhé. Thì hầu hết là chúng ta khách hàng thường lo lắng cái cần đàn nó bị cong đúng không ạ? Nó bị cong khi mà chờ một thời gian chơi. Thì cái đàn này thứ nhất là cong hoặc là bị gãy ở phần này, nhiều khách hàng đã bị gãy cảm thấy hơi bị chán nản một chút, đặc biệt những khách hàng nào mà những cây đàn hay phải mang đi mang lại bị đổ gãy thì rất là tiếc. Thì cây đàn này ở phần này các bạn để ý á, mẫu FS2 mới này là liền và có ti chỉnh cần. Cái ti chỉnh cần đây thì một vài khách hàng đã hiểu, những khách hàng không hiểu thì đại ý chúng ta hiểu như này này, là có một cái thanh sắt nó chạy từ đây cho đến đây và nó làm cho cái đàn nó chắc hơn. Và lỡ nó chắc thì chắc, nhưng mà lỡ nó có cong thì chúng ta có thể điều chỉnh được, thẳng được. Đó, như vậy là chúng ta yên tâm cần đàn không cong. Mà nếu cần đàn không cong, cái đàn không bị rơi vỡ thì rõ ràng chúng ta có thể dùng quá là lâu dài được. Thứ hai nữa là gỗ thịt thì càng chơi lâu dài tiếng nó càng vỡ ra thì nghe nó ấm và rất là khá là thích, đặc biệt là trong khoảng tầm 3 tháng trở đi nghe rất là thú, nghe rất là thích. Đó, khóa đàn đây thì là một loại khóa, còn là khóa đúc thông thường thôi, không có gì là quá đặc biệt, nhưng mà nó khá là bền. Và lỡ nếu có hỏng thì chúng ta có thể thay, những khóa mới rất là dễ dàng. Bên mình cũng có bán tất cả phụ kiện. Tóm lại là qua đây để khách hàng cũng hiểu một chút về vấn đề bảo hành. Tóm lại nếu các bạn không làm rơi vỡ được cái đàn thì nó không có vấn đề gì để chúng ta phải lo bảo hành. Đứt dây thôi thì bộ dây khá là rẻ, chỉ vài chục nghìn một bộ dây thôi. Đấy, đắt thì là một bộ 200-300, đấy là rất đắt mà rất là tốt rồi. Đó. Về phần lược và ngựa đây thì bên mình đều dùng bằng nhựa thôi. Tầm giá này mình lắp bằng nhựa, còn khách hàng nào cần xương thì có thể mua trực tiếp thì bên mình sẽ hỗ trợ là 50.000 để lắp lược ngựa xương. Còn nếu mà chúng ta không mua đàn ở shop mà cần, không mua đàn tại cửa Isaac mà mua chỗ khác và sau đó cần xương thì bên mình vẫn có thể bán là 80.000 một bộ. Ok chưa? Giá hiện tại 2018 nhé, có thể sẽ tăng theo thời gian. Ok, bây giờ là âm thanh của cây đàn này. Xin lỗi, chúng ta mình nói hơi dài, nhưng mà vì mình muốn khách hàng có thể hiểu kỹ hơn về sản phẩm. Về âm thanh thì nhiều khách hàng nào đã biết là về các cây FS2 rồi, nhưng mình sẽ đánh lại. Ok chưa? Nó hơi đanh một chút do là nó mới, đàn này mới tinh nhá. Với một tiếng đàn như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta không dùng lâu dài được, đặc biệt chúng ta nếu mà giải trí, âm
tất nhiên với những khách hàng mà chúng ta xác định là sẽ đi biểu diễn kiếm tiền với cây đàn thì đúng là nó sẽ phải trình độ cao hơn. Thì tại sao lại như vậy thì mình cũng giải thích luôn là đặc biệt những khách hàng nó mới chúng ta chưa biết thì đại ý là một cây đàn rẻ và một cây đàn đắt tiền thì cái nốt nó vẫn đúng các bạn nhé, đồ đàn rẻ nó vẫn đúng nhưng mà cái nó không được hay. Nó giống như là bây giờ mình hát một bài hát bất kỳ và một ca sĩ hát thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy ca sĩ hát hay hơn rất là nhiều vì họ được luyện và cái âm sắc, tức là cái phát ra âm sắc nó hay. Còn cao độ trường độ mình có thể học được nhưng mà cái âm sắc thì nó là cái mà có thể nói là một cái điều gì đó được ban cho, nhưng mà với cái đàn thì nó phụ thuộc vào cái gỗ, cái thùng đàn đó. Ok, lại hơi miên man một chút rồi, mình sẽ đánh vào luôn bài hát, chúng ta thử nghe thử nhé. Vậy là với cái đàn này chúng ta hoàn toàn tự tin để dùng lâu dài, đặc biệt chúng ta chơi đệm hát cơ bản đúng không ạ? Thì một điều nữa, nếu khách hàng ở xa thì mình cũng xin đã mất công dài rồi mình sẽ cho dài luôn, đó là những vấn khách hàng ở xa vấn đề vận chuyển thì cái này mình có thể nói với khách hàng, nếu mà các bác lớn tuổi cô thì cháu xin có thể xin phép được nói là các bác hay các cô hay có thể các bạn khách hàng đều yên tâm, tuyệt đối yên tâm vào cái cách đóng hàng của bên đi xa, hay là đúng hơn là tuyệt đối yên tâm vào cách mà bên cháu hay là bên chúng tôi đi sát làm việc. Chúng tôi sẽ đảm bảo tuyệt đối về việc đóng hàng. Tuy nhiên nếu xảy ra sơ suất, khi chúng ta lỡ có nhận hàng về rồi và thấy rằng bị vỡ, hãy liên hệ lại với cửa hàng, chúng tôi để hỗ trợ đổi lại cho khách hàng để chúng ta yên tâm, vì là cái phương châm của Isaac đó là điều gì mà theo như Kinh Thánh Chúa nói rằng là điều gì các con muốn người ta làm cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Isaac cũng là những con người cũng đi mua hàng và chúng tôi rất muốn được khách hàng đổi những cái shop đó nó đổi trả cho chúng tôi khi mà xảy ra sự cố, thì chúng tôi sẽ làm điều đó cho khách hàng của mình, nên là khách hàng cứ yên tâm được chưa ạ? Đó, tại vì còn uy tín của cửa hàng nữa, không phải là một cái gì mà hôm nay làm ngày mai đóng cửa, không phải như vậy. Đến thời điểm này 2018 chúng tôi đã làm được 4 năm rồi và khách hàng có thể lên trên Facebook hoặc là YouTube này có thể thấy rằng không có một lời khách hàng trách móc gì chúng tôi cả, chỉ có điều là đôi khi bận quá chúng tôi không hỗ trợ kịp thì bị trách móc thôi. Còn có một vài khách hàng cũng không hiểu, ví dụ như có những cái sản phẩm vì hàng guitar hand Việt Nam làm thì đôi khi nó có những cái tình trạng, ví dụ như là đây ở bên trong này cái viền của nó là cái viền bằng cái viền liền, vì cái đàn mẫu này thì nó chỉ làm liền thôi thì nó hay bị gãy, thì khách hàng lại bảo là lỗi này kia, và đôi khi khách hàng lại không trao đổi trực tiếp với cửa hàng, lại bảo là đàn lỗi. Hoặc là khi mà cái phần này thì có những cái chúng tôi có thể dính keo cố định, nhưng có những cái nó không cố định, nhưng mà vì dây đàn này nó căng đúng không ạ, nó căng làm hai, nó cân đối thì khi nó đứt một dây nó bị tuột xuống một cái thì khách hàng bảo là lỗi, thì đấy là vấn đề là do sự truyền thông chưa được tốt, thì điều đấy thì chúng tôi cũng xin nhận trách nhiệm đó là chúng tôi chưa là cho khách hàng hiểu được đó, thì những trường hợp như vậy thôi. Còn chúng tôi chưa bị một trường hợp, chưa làm sai một trường hợp nào trong quá trình vận chuyển, mặc dù chúng tôi cũng bị vỡ hàng rất là nhiều. Ở một tháng chúng tôi vận chuyển đến 100-200 cây đàn thì cái tỷ lệ nó 3-4%, nó cũng mất 5-6 cây đàn chúng tôi đều đổi cho khách hàng ngay. Điều đấy thì chúng ta có thể thấy rằng ở bên dưới đây không có một cái comment bình luận nào rằng là chê trách chúng tôi làm về vấn đề vận chuyển kém cả, nên khách hàng hãy yên tâm. Còn nếu khách hàng nào ở xa có thể đến trực tiếp tại cơ sở chính, luôn có rất nhiều hàng để chúng ta lựa chọn, đó là số nhà 233 đường Hoàng Công Chất. Chúng ta có thể đến
Tìm trên bản đồ ra luôn 233 Hoàng Công Chất, hoặc là chúng ta đi đường từ bất kỳ mọi hướng ra, đi vào đường Hồ Tùng Mậu đến chung Nghĩa Trang Mai Dịch thì có một cái khu đô thị mới, nó là Goldmark City. Chúng ta đi vào đó và đi đến trực tiếp eSAP thì cũng đi được, rất là dễ tìm thôi. Đó, hoặc là gọi trực tiếp cho số điện thoại chúng tôi là 0936 984 989 hoặc 097 135 3332. Cảm ơn rất tất cả khách hàng. Rất xin lỗi vì ngày hôm nay video khá là dài, nhưng mà có rất nhiều điều tôi muốn tâm tình với khách hàng. Để khi chúng ta hiểu nhau, chúng ta tin tưởng nhau thì tất cả mọi vấn đề như là người nhà rồi, chúng ta sẽ làm việc với nhau dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác. Xin chào các bạn.